365 ngày cùng cầu nguyện với lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ hội thánh. Ngày 301. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Lời Chúa hôm nay diễn tả cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa Chúa Giê-xu và anh mù Bát-ti-mê. Khi cho gọi anh mù Bát-ti-mê lại, Chúa đã quan tâm tới anh và anh đến với Chúa như để được diện kiến Chúa, được gặp gỡ Chúa đấng anh hy vọng. Đứng trước Chúa, anh nghe Chúa hỏi anh muốn tôi làm gì cho anh? Câu hỏi của Chúa chạm tới lòng khao khát sâu thẳm của Bát-ti-mê. Anh đã nhanh nhẩu đáp lời: Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Lời kêu xin của anh mù Bát-ti-mê tương hợp với lời cầu nguyện thật đẹp giáo hội đặt trên môi miệng của con cái Chúa dâng lên trong một giờ kinh phụng vụ. Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi. Con mù lòa bên vệ đường hành khất, xin chữa con để nhìn thấy mặt người. Với lời cầu xin ngắn ngủi nhưng tràn đầy khát vọng của Bát-ti-mê, Chúa Giê-xu đã ráp vào câu cũng thật ngắn gọn. Với lời cầu xin ngắn ngủi nhưng tràn đầy khát vọng của Bát-ti-mê, Chúa Giê-xu đã ráp vào câu cũng thật ngắn ngủi nhưng tràn đầy quyền năng và lòng thương xót. Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Chúa chẳng hỏi về bệnh tình của anh. Chúa không tìm nguyên nhân tại sao Bát-ti-mê bị mù. Chúa cũng chẳng nói gì về việc Chúa chữa lành, mà Chúa lại nhắc đến niềm tin của anh. Niềm tin của một kẻ hành khất bị gạt ra bên lề xã hội đã được Chúa trân quý, đón nhận và đặt anh vào trong con đường đầy ánh sáng của người môn đệ theo bước Chúa. Tâm tình của Chúa quá tuyệt vời và tốt lành. Thánh nữ tiến sĩ Teresa Avila có một lời cầu nguyện trong cuốn tự thuật lột tả được sự tốt lành của Chúa. Và hôm nay, mời bạn cùng tôi mượn lời thánh nữ dâng lên Chúa. Vâng lạy nguồn sống phát sinh mọi sự sống. Chúa không để một ai trong những kẻ đặt niềm cậy trong nơi Chúa và mong ước được kết thân với Chúa phải tuyệt vọng. Đúng hơn, Chúa đã nâng đời sống thể xác cho sức khỏe dồi dào hơn và ban sự sống cho linh hồn chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vô ngần. Lạy Thánh Teresa Avila, xin cầu cho chúng con. Hồn sống trong ngày. Hôm nay, mời bạn cầu nguyện nhiều lần với lời sau: Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi. Con mù lòa bên vệ đường hành khất, xin chữa con để nhìn thấy mặt người. Con vương lỗi lầm tình.
sương mùa đông, mây cao biển rộng, đời con tìm đâu bên bờ. Và hồn thơ vẫn trông chờ về nơi ước mong. Trong tay Ngài, đời con mong ước thoáng lòng. Vì tình Ngài yêu thương con như muôn sóng dâng dạt dào, và Ngài còn yêu thương con ngọt ngào như dòng suối trong ngàn. Vì tình Ngài yêu thương con mãi vô biên vô tận, và Ngài còn yêu thương con đời hồng ân nhiệm màu. Ngài còn yêu thương con muốn.